Hello cả nhà yêu, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng Sống ở Sài Gòn. Mọi người cùng vào bếp cùng nấu canh chua với Mộng nha. Hôm nay Mộng nấu món canh chua chay tháng 7 mặn. Mộng ăn canh chua, Mộng ăn chay với quên. Mộng nấu canh chua chay với rau muống với canh muối ớt nha mọi người. Canh muối chay thì mình bắt nồi nước lên nha mọi người. Mình vắt me nha mọi người. Mà canh này tổng cộng rồi canh này rau muống mà mua rau muống là 8k, hành ngò mà mua 2k, ớt thì chắc mà mua 2.000 mà được như mấy trái nhiều lắm, có trên kia bớt rồi mọi người vào bếp nấu canh chua với Mộng nha. Nước sôi mình cho me vô xong rồi mình gặm me ra nha mọi người. Me dầm ra cái sôi mình cho me vô. Cho me vô xong rồi cho bột ngọt cho mọi người. Hai muỗng đường. Mình nêm gia vị trước. Mình mới cho rau muống vô mọi người. Hôm nay mọi người cho rau muống. Muống. Muống thôi. Mọi người tôi muốn là mọi mua 8k rồi me rồi này nọ nữa, me với đường canh chua ớt rồi là tổng cộng là 15k nha mọi người. Canh chua chay mọi người, mọi người xác xác cho nên là cái gì canh chua rau muống nha mọi người. Cái lá rau muống này mọi người, canh chua chay nồi canh này 15k nha, ăn được nồi canh này ăn được 6 người nha. Không quay giùm Mộng đâu. Sao Mộng liên quay vừa chưa? Nó chưa được chui dữ đó. Nó chưa được chui dữ đó. Nó chưa chui dữ thì mình dành thêm me một nước nữa. Mình canh nó dành nhiều quá nó bị chua. Gai ớt á, mọi người có không? Chờ một miếng ngoài để một lát mình canh mình bỏ vô rồi. Đó, em kia cho mọi người xanh mọi người. Mình tắt bếp nha mọi người. Đó, rồi canh chua mình đang kèm với muối ớt nha mọi người.
muối ớt này là muối hột mụn rang, xong rồi mình đâm muối ớt rồi. Quen chưa? Đang phải đâm muối ớt rồi. Cho hồi phải đâm bể cái bếp luôn. Đâm muối ớt đó, mình cho một ít bột ngọt mọi người. Cho ít bột ngọt vô nha. Cái muối ớt mà nó ngon mọi người. Hello cả nhà yêu, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Mai Mộng miền Tây sống ở Sài Gòn. Mời mọi người vào bếp cùng là nấu canh chua chay với Mộng nha. À, canh chua mùi lao ga nha mọi người, canh chua muối ớt, rau muống là mua 8k, me với ớt, đồ nêm rồi nữa là 7k, nữa là 15k. Cái muỗng rồi thôi. Mấy mình đi đâu? Mấy quay 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 đi khác mà cầm vô. Sao chị mua ớt luôn? Ngon mọi người. Là muối ớt mọi người ơi. Ngon ngon mà canh chua. Canh chua chay nha mọi người. Canh chua chay rau muống là 15k nha mọi người. Chúc mọi người thành công với món canh chua chay nha. Mời mọi người xem hết video và chia sẻ kênh cho Mộng, đăng ký kênh và chia sẻ, thả tim cho Mộng, like, like cho Mộng nha. Bye bye. Chào tạm biệt cả nhà yêu. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ và ăn chay tháng 7 này an lạc, quan hỷ nha mọi người. Bye bye. Chào tạm biệt.